Nhiều ký ốt bị cháy, 4 xe máy bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn do nổ bình ga mini gây cháy lớn tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2019. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, một nam thanh niên chở theo hai bao đựng bình ga mini vào hẻm 63 đường D9 quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để giao thì bất ngờ bị rớt bình ga mini ra ngoài. Gần nơi đang nấu nướng, nhanh chóng bắt lửa, nổ liên tiếp, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Trong hẻm này có chợ tự phát nên khiến cả khu chợ náo loạn, nhiều người tháo chạy ra khỏi các ki-ốt, khoảng 10 người mắc kẹt do sức nóng và khói, một số người phải leo lên mái nhà hoặc cố vượt qua đám cháy để tháo chạy ra ngoài. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã đến khống chế vụ cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 6 ki-ốt bị cháy, 4 xe máy bị cháy rụi, nhiều ki-ốt lân cận cũng bị ảnh hưởng. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.